mà lựa mấy cái trái già già mà cứng cứng rồi đặng. Trời sáng wow, giờ. Ngon quá. À, trời ơi quá hấp dẫn, hôm nãy thử miếng rồi ngon lắm. Mắm này làm ăn hồi xưa dưới quê là em làm vậy đó chị ghen. Ăn với lại bún rau sống hoặc là ăn với bánh mì rất là ngon. Đây là kênh Thủ Thức Ăn Chay. Mua khoai đỏ nè với mua dưa leo về làm mắm thái chay. Cô bé rồi chợ mua dưa leo nhưng mà lựa mấy cái trái già già mà cứng cứng á, đặng về bỏ cái hộp á nó không có thấy hộp nha. Thì nữa các bạn nào có làm cái mắm này là cũng lựa cái dưa già, đừng lựa dưa non nha. Lựa mấy cái dưa bự bự già như này gì mình bỏ cái hộp, không có lấy cái hộp. 2 kg dưa leo rồi đó. Và cô bé mua 2 cái củ cải đỏ. 2 cái đỏ không cần cô bé bao nhiêu con? 8 nghìn gì? Đó, giờ cô bé mua mấy lạng vậy? 6 nghìn, 4 lạng 4 lạng, giờ cô bé mua 4 lạng củ cải đỏ với 2 kg dưa leo. Rồi, hôm mua rồi. Xin chào các bạn, hôm nay bé sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn một món mắm thái chay. Cái món này thì từ lâu rồi cô bé không có làm, tại vì công đoạn với lợi phần nó hơi phức tạp, nó hơi cực xíu. Thì cái mắm sắc chai này cô bé làm là cũng như là mình để mình ăn lâu được đó các bạn. Cái món này á thì nó có nhiều cách chế biến khác nhau, thì tùy theo cái món này có nhiều người làm ý này ý kia, nhưng mà cái này là cô bé làm theo ý cô bé nha các bạn. Nếu các bạn nào có thích thì bắt tay nhiều làm với cô bé nha. Ở đây là đu đủ với lại củ cải đỏ cô bé cũng đã ngâm xả phơi ráo rồi này các bạn, thấy chưa? Cái này là cô bé mua 1 kg đu đủ với lại nửa 400g của cải đỏ, là cô bé lột vỏ xong rồi bào hết xả phơi khô là được bao nhiêu đây nè các bạn. Từ đây chắc cũng hơn nửa ký rồi các bạn. Đây là dưa leo cô bé đã xả sạch, ngâm xả sạch phơi rồi nè. Còn dưa leo là cô bé làm 1,5 kg mà cô bé nhồi rồi cô bé xả rồi cô bé phơi là còn được bao nhiêu đây chắc cũng nửa ký rồi các bạn. Còn đây là cô bé có 300g của cải muối với cải mặn á. Còn cô bé sắp nhiễm, cô bé sắp mỏng gì nè, cô bé ngâm nước xả cũng đem phơi luôn rồi nha các bạn. Giờ nó ráo rồi nè đó. Đây á là cô bé có 2 trái thơm với 300g đường cát vàng, bằm cho thiệt là nhuyễn, rồi các bạn bỏ đường cho các bạn ướp khoảng chừng từ 15 với 20 phút, rồi bắt đầu các bạn mới bắt lên sên. Đầu tiên này các bạn mới dặn lửa lớn cho nó lớn đi, nó sôi lên là các bạn giảm lửa bớt xuống, các bạn dặn lửa nhỏ thôi. Chừng nào mà trái thơm mà nó trong như vậy nè, đó nè các bạn, cô bé múc các bạn này nó kẹo mà nó trong như vậy nè, nó giống y như là mứt vậy đó. Cô bé phải cần một miếng thính, thính này là các bạn mua khoảng chừng 4.000 hoặc 5.000 thôi, tùy chỗ nó bán mắc bán rẻ. Các bạn nào mà ăn tỏi á thì phi tỏi với dầu đựng hồng mình trộn vô, còn nếu các bạn nào không ăn tỏi được thì có thể là phi cây ba rô, nhưng mà bắt buộc phải có dầu nha các bạn, có dầu nhiều nó mới được nha các bạn. Tại cái này là mình làm để mà mình để thời gian nó lâu dài, mình ăn khoảng chừng 20 ngày tới 1 tháng. Một muỗng canh bột ngọt, để một lát cô bé xào cái này là cô bé nêm vô thôi, tại trong đây nó đã có đường có sẵn hết rồi. Rồi ở đây là cô bé ăn kèm với bún, nếu các bạn nào mà muốn ăn cơm thì ăn cũng bắn mắm này ăn cơm cũng ngon. Với rau sống thì rau sống thì các bạn á tùy theo khẩu vị của ca gia đình các bạn muốn ăn rau gì cũng được. Những cái đu đủ với lại dưa leo này là bé đã làm lúc sáng rồi, thì mấy các bạn muốn xem là công đoạn cô bé chế biến đu đủ, cà rốt, rồi dưa leo với lại củ cải muối như thế nào thì các bạn hãy xem cái phần tiếp theo sau khi mình với cô bé giới thiệu nguyên liệu nha. Dạ, cô bé xin mời các bạn bắt tay như yêu làm với 2 cô cháu của bé. Cô bé đang đi rửa dưa leo, rửa củ cải rồi rửa củ cải muối rồi, các bạn chuẩn bị giờ cô bé làm là cô bé tranh thủ làm buổi sáng đặng chị biết các bạn là cô bé đem đi phơi. Chiều cô bé mới trộn lại được, đám này là phải nguyên một thời gian, một ngày lâu lắm. Tại vì nếu mà các bạn trộn liền á là các bạn chỉ ăn được có 1 ngày với 2 ngày thôi, còn làm cái dạng như cô bé gì đó các bạn phải ăn được khoảng 20 ngày tới 1 tháng trở lên á. Củ cải muối thì làm không có nhiều, cô bé làm 3 củ thôi. Nhà mình ăn á làm bài gì đi giờ bé đang làm cái gì vậy? Bé lấy hộp dưa leo nè, cái hộp dưa leo mình làm cho cái mắm mình nó không có cái đẹp á. Dưa leo nó sắc làm 4 nè, rồi để lấy cái hộp nè, nó lẹ nữa. Và dưa leo của bé sắc xong rồi nè, nhồi cho nó ra
nó xẹp lại đằng hồng mình đem đi xả, mình mới đem đi phơi nha các bạn. Rồi mình nhồi xong mình ngâm 15 phút nha. Ngâm cho nó dợp á mình mới đi xả. Bé mua đồ đủ 6 nhưng mà sao giờ nó hơi vàng, nó chín nè. Giờ mình làm luôn chứ giờ mình đâu có bỏ được. Mới các bạn có làm các bạn đùa hơi sống hơn tí xíu. Muối đi cháy đồ đủ này 1 ký á. 1 ký hả mẹ? 1 ký bỏ 2 muỗng canh muối. Rồi nhồi lên đồ đủ luôn. Đu đủ này cũng để 15 phút luôn hả bé? Để luôn, lửa hết nát xả ra phơi luôn. Rồi về bé bào của cải đỏ nè, đàn bé bé bỏ chung với cái đu đủ hồi nãy bé có bỏ muối trong đây nè, đàn mình nhồi chung vậy nè. Mình ngâm hồi mình xả cho nó ra cái mùi rau củ nó không có bị hôi. Cái cơm này có cần bỏ thêm muối không? Không, không cần bỏ thêm muối nữa. Tại vì cái vải cha đỏ này nó mỏng lắm á con. Nó ăn chung với cái này được rồi, rồi mình vắt. Củ cải muối này sắc mỏng mỏng á nha, đừng sắc dày nha. Củ cải sạch xong rồi bé ngâm nước, các bạn nhồi, các bạn xả đi. Còn các bạn chế nước khác cho ngâm, tặng cho nó ra cái mặn bớt đó nha các bạn. Và cô bé dùng 3 chén thơm, cô bé sắc bầm nhuyễn ra đặng hồi mình sên. Là nửa ký đường, nhưng mà giờ cô bé bỏ là 300g thôi. Đó, cô bé chừa lại 200. Rồi ướp á, các bạn ướp khoảng 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ mình được sên nha. Cho nó thấm đường thôi. Thấm đường. Rồi xong để đây. Bây giờ cô bé xả hai nước. Bây giờ cô bé bỏ vô cái túi lọc cái miếng vải gì nè. Mình dắt lại cho nó ráo đặng mình phơi với các bạn biết sao cho nó mau không. Rồi cô bé bỏ lên cái xề. Nếu các bạn nào không có cái xề thì lấy cái mặt phơi cũng được nha. Tại vì nhà cô bé có cái xề sẵn, cô bé phơi cho nó mau luôn. Giờ bé đem đi ra nắng bé phơi khoảng chừng nửa tiếng hồ bé đem xuống nha các bạn. Rồi giờ xuống ra dắt dưa leo lên phơi tí. Xả hai nước dưa leo luôn nha các bạn, mình dắt nha. Đó cô bé nhồi nè, đó cô bé xả hai nước rồi cô bé cũng bỏ vô cái này nè các bạn. Rồi cô bé cũng dắt luôn nha. Mình đi phơi cho nó mau khô. Bây giờ mình đem dưa leo mình phơi nắng luôn nha các bạn. Để đây phơi chung với lại đu đủ luôn. Củ cải mình phơi nắng luôn nha các bạn. Dưa thơm với đường hơn nửa tiếng đồng hồ nè đó. Rồi giờ bé bắt lên bé sên. Giờ nó sôi cô bé trộn đều nè. Rồi cô bé dặn lửa riu riu. Sên chừng nào mà thấy cái miếng nga thơm mình mà nó trong mà nó dẻo lại nha các bạn. Đó giờ cô bé dặn lửa riu riu nè. Nó trong nè, các bạn thấy nó trong nó bóng không? Nè nó trong nó bóng thơm nó cạn nước này nó cái bọt nó lên vậy, đường nó lên vậy nè. Nè cái bọt đường nó lên vậy là mình lỡ tới đường nè các bạn. Làm sao mình thấy nặng tay à? Nặng tay lỡ tới đường nó kẹo vậy nè. Không, rồi giờ mình tắt lửa để nguội với cái tô nè mà mình trộn nè. Thơm quá. Nó bóng rồi ha bé hả? Nè cái này là cô bé phơi được gần tiếng đồng hồ rồi các bạn. Nó gấu gáo vậy nè. Đó nè, bé dắt bé phơi nó gáo nữa các bạn thấy không? Nè, dưa leo nó còn hơi ỉ. Nhưng mà cải bây giờ mình xào vô luôn đi cũng không sao. Giờ bắt cái chảo lên nha các bạn. Rồi cô bé sẽ đổ dầu này nè, ấy bớt dầu này cô bé xào nha. Tại mình cũng ấy bớt dầu chút xíu. Mà không có dầu thì nó không ngon. 4 muỗng. Bây giờ cô bé bỏ một cái mặn vô nha các bạn. Đó. Ví như bỏ cái mặn vô cô bé xào trước. Giờ cô bé bỏ miếng bột ngọt vô nè đó. Cái chén bột ngọt cô bé chia ra 3 chảo. Xào cho nó chín chín này chút xíu đi nha. Nó vàng rồi nè. Vậy nè mình đem xuống mình xịt nước tô mình ăn cơm cũng được đó. Bây giờ cô bé bỏ dưa leo vô nè đó. Cô bé gãi miếng bột ngọt vô cho nó thấm được cái dưa. Ở này cô bé mời tôi gãi vô dưa. Cô bé tắt lửa nha. Đó, thì cô bé xào xong cái phần này thì cô bé vớt nha. Cô mời thì biết là cô cái mặn nhiều nhiều. Cô cái mặn nhiều nhiều mới ngon. Mấy kia thấy nhiều quá, cô cái mặn có mấy nhiều 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 mới ngon. Bỏ vô. Chị nóng luôn. Còn nhiêu bột ngọt đây bé gãi hết luôn nè đó. Cái gia vị để giới thiệu nãy á. Xào khoảng 5 phút nó ráo khô chín vậy nè. Rồi mình tắt lửa nè. Ừ, ngon chứ nè. Cái này vừa ăn ngon ghê vậy. Đúng là cái món này là
hồi đó trên quê á, cô bé làm cách nay mười mấy, cách nay hai mấy hoặc ba chục năm á, là kêu cái món mắm này là mắm sắt, mà bây giờ về trên thành phố mình bây giờ là nó kêu mắm Thái, rồi có người kêu mắm luộc gì tùm lum la hết á các bạn ơi. Nhưng mà đúng ra là cô bé nghĩ là kêu mắm sắt mới đúng hơn, tại những cái đồ này là mình phải sắt ra hết. Thì cô bé hồi đó hồi xưa là cô bé hay kêu mắm sắt lắm. Mọi thứ giờ cô bé làm sẵn sàng hết rồi. Bây giờ cô bé chuẩn bị là trộn. Bây giờ cô bé bỏ miếng thính vô trước nha. Cô bé trộn cho nó đều hết cái này nè. Đó, nó nghe cái mùi thính đó. Rồi cô bé trộn bỏ cái ra cái thơm này vô nè. Cô bé chút hết cái thơm này vô, cô bé trộn. Bao tay nó hơi khó làm chút nha các bạn. Còn cô bé làm tay không thì sợ nó ngấy. Mà ấy là cái gì? Cô thính hết vô luôn á. Rồi cô bé đổ dầu tỏi vô luôn nha các bạn. Đổ hết chén vô luôn. Món này dầu nhiều hả bác? Dầu nó mới không có hư, con có dầu nữa. Dạ. Món này mấy người bán ngoài chợ thì cũng làm dầu à. Làm dầu rồi, con ăn đâu có được. Chim chuột. Giờ này là ít dầu hơn hồi xưa bé làm. Hồi xưa bé làm còn thấy dầu lên nữa đó. Tại mình trộn nó ngon đó con. Người ta trộn này là sao mà được cái gì. Thèm quá à. Chứ các bạn nào không ăn ớt thì khỏi bỏ. Còn cái này phải bỏ ớt vô nó mới cay, nó mới ngon nha các bạn. Bạn tắt rồi đó, từ sáng wow, giờ. Wow, ngon quá đó. Làm từ sáng giờ được thao vậy đó. Mì cũng được nha bạn, tại vì nhà mình có cô không chịu ăn ăn bún, cô bé nhét bánh mì vô nha, bánh mì nóng hổi luôn. Món này ăn bánh mì cũng ngon lắm á, ngon cực kỳ luôn. Nguyên món ăn dưa leo. Anh dùng ăn mắm sắt chai với bún với cô ba hai cô cháu cô bé với bánh mì nữa nha. Ăn hay tiểu ra hồi xưa. Xin mời các bạn nha, cái món này vô cùng hấp dẫn nha, ăn với lại bún rau sống hoặc là ăn với bánh mì rất là ngon luôn. Nãy mình có thử rồi nó ngon lắm. Cái này nó vừa giòn giòn, ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay. Trời ơi, ăn rất là bắt miệng luôn á nghe. Chứ bỏ rồi bỏ thính vô nó hồi thôi. Không lên ăn được, tại vì úp lại không nổi. Chứ có thấy ngon không? Ủa? Cái nào không? Ngon. Hậu quá, hậu quá. Ủa, ngủ lèn không? Không ngủ lèn kìa kìa. Ngủ lèn là đẹp rồi. À, ngủ lèn là đẹp không? Ngủ chứ. Mà ăn với bún cũng ngon á, bên hầm dưới rồi. Nó trộn đều. Bún nè ha, mắm nè ha, rau sống nè ha, giá trộn lên. Trộn đều lên. Dạ, ngon quá. Xúc sắc, xúc lâu lắm rồi mới được ăn món mắm này á. Lâu lâu thì còn lâu luôn á. Ở ngoài chợ bán đâu có ngon mà ở nhà làm không. Nhà mình làm là ngon chất sống. Nhà mình làm má mà ngon luôn. Cô bé ăn cái bún. Dạ, bà mẹ quá trời quan trọng kìa. Bắt lũ quá phải. Cô bạn làm cái này để dạ. Đã thấy con nhét bánh mì vô. Con là cái độ của ai cũng không bao giờ có nói chuyện. Cái món này nhà mình có đám có tiền thì mình làm món này rất là tiện lợi. Hoặc là Tết đó mình làm để dành cho mẫu á, mình lấy ra mình cúng cơm mỗi ngày cũng rất là được đó nha các bạn. Cúng cơm ông bà mỗi ngày cũng rất là được đó. Thì các bạn thích món này thì làm, nếu mà thành công ăn ngon rồi chia cô bé chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn like video thành công like và xếp ra nha hai cô cháu cô bé. Ở video tới cô bé sẽ ra những cái món gì mới lạ cô bé sẽ chia sẻ với các bạn. Thì cô bé thì có bán một món quê chai vào sáng tại xuống nhà 68 Nguyễn Phi Nghĩa Nghĩa, phường 12, quận 8. Nếu các bạn nào có đi ngang thì ghé ủng hộ cô bé nha. Thì những món chai nào mà các bạn mua mà không có nhà này ghi mọc giả hoặc là bao tử hoặc là bánh đậu rồi không có thì có thể qua cô bé có, cô bé sẽ ghi lại cho các bạn về là các bạn làm những món chai cho thật là ngon nha các bạn. Bye bye, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của hai cô cháu mình nha. Ăn ngon quá, ăn miệt mài luôn. Ăn ngon quá, miệt mài quên chào các bạn luôn. Chúc các bạn có một ngày thiệt vui và hạnh phúc bên gia đình nha. Bye bye, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn những video tới.